Rồi tiếp theo làm giới thiệu mấy đôi giày. Rồi đầu tiên là đôi giày Adidas mọi người. Adidas nó kết hợp giữa vải và cái da da lộn. Để rất là bền, keo rồi rất là chắc. Chung giày này thích hợp mình đi vận động, đi bộ, leo núi này kia đó. Chơi thể thao cũng được. Rồi. Size nó là 40 mọi người, size chuẩn 40. Chân cỡ 25, 25.5 mang được. Rồi, đôi Adidas mã là 18. Size 40 nha. Đây. Mỗi đôi em đều có ghi size, số size trên cái giấy nha. Cho mọi người dễ lựa chọn nha mọi người. Chọn đúng size thì nó ok. Rồi giá 500 ngàn. Tiếp theo. Rồi đó này mã 16. Đó này 18 à. Nó hơi lộn thứ tự xíu. Mà mỗi đôi thì nó có mỗi mã, mọi người xem thì nó có cái mã trên giấy nè, cái đúng mã trên đó là ok. Đôi này cũng chuyên vận động chạy bộ thể thao này kia nè mọi người. Đó, đế nó rất là mềm dẻo. Đôi này của Nike. Nike. Đây, còn nguyên. Chung còn ok. Nike Running đó, chuyên chạy bộ luôn. Dạ, chuyên chạy bộ, tập thể dục thể thao. Rồi đôi này size 42 nha. Size 42. Đây, chuẩn Mỹ đó. Chuẩn sức Mỹ á. Này Indo sản xuất. Mã 16 nha mọi người, size 42, 500 ngàn. À, số điện thoại để mọi người liên hệ mua hàng nha mọi người. Để số điện thoại đây. Rồi 16, 18 rồi, 17. Rồi, một đôi Adidas. Cái dòng này rất là dễ, mình dễ kết hợp mang ha. Chung đi chơi đi này đi kia rồi nó dễ. Adidas màu trắng đen, sọc đen. Ba sọc. Nguyên zin luôn. Nó đế nó là đế may nha mọi người. Nè, nó may đế rồi. Những cái đôi này nó rất là bền luôn. Để đúc may lại rất là kỹ.
Loại này size 39 luôn. Đây. Size 39 nha. Chuẩn US. US 39. Và 39.5 mang được. Theo thông số nó ghi là vậy nha. Rồi mã là 17. Size 39 600.000. Đây chân cỡ 24.5 mang được. 24. 24 24.5. Đế còn khá ok. Rồi, tiếp theo nè. Một đôi Nike, ôi xin lỗi là Adidas. Adidas đời này nó logo nó rất là nhìn nó rất là lạ. Để đây đá da nha mọi người, hàng da. Còn ok hết, không có lỗi gì mọi người. Rồi đôi này là mã size là 42. Đây 42 nè. US hàng thị trường Mỹ. Size 42. Đây đây chân là chân cỡ 27 nha, chân 27 mà. Rồi mã 19 nha mọi người, 500.000. Rồi tiếp theo một đôi đây, Nike nè. Nike đây. Nike mai đế, đế mai. Nike màu trắng, đen. Rất là dễ mang, trắng đen. Cái này size 42 luôn. À, size 42 mọi người. Chuẩn hàng thị trường Mỹ. Size 42. Chân 26 mang. Đế đúc rất là chắc mà nó còn mai một đường này nữa mọi người, mai kỹ. Rồi mã là 20 nha. Size 42, 20, 550.000. Rồi tiếp theo cũng là một đôi Nike. Nike trắng luôn nha. Nike này cũng. Rồi hai con này khá là giống nhau nhưng size nó khác thôi. Size nhỏ. Rồi con là size 40 nè, 40.5 mang được nè. Đây. Chân 25, 25.5 á mà. Đẹp, ngoại hình ok đẹp.
logo nè, rất là đơn giản mà đẹp. Này rồi, mã là 40, à mã 21 mọi người, sao 40, 40, 40.5, giá 500.000. Rồi tiếp theo hai đôi New Balance nè, New Balance hàng Mỹ, nó sản xuất hai cái đôi này, nó phối màu, phối da rất là, nhìn rất là độc. Đây. Cái này nó kết hợp là da lộn mọi người, da lộn với vải hóng khí. Đó. Phối màu rất là hay, nhìn nó độc. Đế nè, đế này như là quá đẹp luôn. Còn nguyên đẹp. Đế này quá đẹp. Đế nhiều lớp dạng thủ công mọi người. Dạng đời hồi cái đời trước đó là nó làm đế nhiều lớp dạng thủ công. Làm thủ công. Hàng bây giờ thường thấy là nó đế đúc. Đúc công nghiệp. Rồi đôi này size 39. Đúng rồi 39 mà. Đây. Size 39 nha. Chân 24, 24.5 mang được. Rồi cái đầu xanh này là cũng là rất là độc, đặc biệt. Cũng là size 39 luôn nha. Size 39. Để ba lần thôi, này nó kết hợp có dịch vải bố nữa nè. Nhìn nó rất là độc. Vải bố, vải gì quên. Cái này cái vải dù. Rất vải dù. Cái này da lộn nè. Nó nhiều loại đây. Trong là vải có tông nhá. Đẹp. Còn đẹp. Đây, New Balance size 39. Hai đôi này đều mã là đôi đỏ là mã 22 mọi người, đôi xanh mã 23 đều là size 39, giá bằng nhau 500.000 một đôi. Rồi tiếp theo một đôi cũng New Balance luôn. Con New Balance da này chuyên dòng thể thao nè, chạy bộ thể thao này kia nè. Đế rất là nó dẻo, nó mềm dẻo, nó nhẹ mọi người, cho nên mình mang đi bộ rất là thoải mái. Da nè mềm nè, mang rất là êm chân luôn. Thank you.
con này cái tem nó nằm bên trong. Size 41.5 nha. 41.5. 41.5 mọi người. Rồi đây chân cỡ 26 mang được nha, 25.5 26. Rồi mã đó là 24, size 41.5, giá 450 ngàn mọi người. 450 ngàn nha. Con này chuyên đi bộ tập thể dục thể thao, chơi vận động nhiều á, đi leo núi này cũng được. Rồi đôi này, đôi Boomer. Đây Boomer rất là ít hàng. Boomer thì rất là chất lượng. Boomer của Đức, hiệu này của Đức mọi người. Đây size 43 nha. 43. Rồi. Cái này hàng cho thị trường Đức luôn. Đây mẫu vạch nó ở Đức. Hàng thị trường châu Âu. Đôi này cũng là Boomer chuyên bay nhảy, chạy nhảy đủ các kiểu nè. Thiết kế cũng đẹp. Như thể thao luôn. Mang rất êm nha, nói chung nó êm mà. Nó mềm, mang vô là êm chân. Miếng lót Running. Cái miếng lót này của Nike. Quân nền nguyên lót của Nike, chính hãng của Nike. Nguyên lót cho chạy bộ của Nike đó. Rồi size 43 nha mọi người. Này chân có 27.5 mà. Rồi size 43 mã 25 600 ngàn. Báo này, Google nó cũng báo. Rồi tiếp theo hai đôi cổ cao, đó đôi Reebok với đôi Adidas. Reebok cũng hàng châu Âu, Adidas cũng châu Âu, Adidas Pháp, các hãng nổi tiếng châu Âu. Rồi Adidas này full da luôn, full da cổ cao nha mọi người, dáng cổ cao. Mai đế, dòng này mai đế. Cái đế này nó hơi ố màu tí. Đế này ố màu ha. Mọi người về tẩy nó ra. Hàng này về em chưa làm gì hết. Không có làm mọi người. Chung để nguyên. Rồi đá quyền cái đế nó đúc rất là, còn rất là ok, đẹp. Đường mai nè, keo zin. Rồi cái này size cũng to, 42. Đây size 42 nha mọi người. Đây size 42, thị trường Mỹ nha. Thằng này nó xuất Mỹ nè, nên cái dáng form nó rất là to. Size 42 chân cỡ 265, 270 gì mang á. Đèn cổ cao có cái miếng dán nha, mang nhanh nè. Này phù hợp với mấy bác ở miền ngoài ha. Mang nó sẽ rất là ấm chân. Nó cao. Mà da nó cũng mềm nè, chứ không phải là nó cứng nha, nó mềm đó. Da mềm. Rồi size 42 mọi người, mã 26, 650 ngàn.
Rồi 27 đôi Reebok luôn. Reebok này đế hơi bị độc luôn nè. Cái đế nhìn rất là nổi bật. Nó pha trộn giữa hai màu đen và cam cam, cam. Cam cam đỏ đỏ vậy. Cam đỏ. Reebok. Reebok hàng thương hiệu luôn. Đôi này size nó là 41 chân 26 26.5 mang ha. Hàng này thị trường Mỹ, USA luôn nè. Rồi, Reebok rất là đẹp. Còn khá đẹp luôn. Đế nè. Đôi này giống như dài cũng chạy bộ được nè. Nó chuyên thiết kế để như dạng nó bám á, với lại nó hón, nó đàn hồi á mọi người, như cái lò xo, răng răng giống cái lò xo quá. Rồi rồi đẹp luôn, màu nổi, màu này thiết kế rất là nổi. Reebok, Reebok thương hiệu châu Âu luôn mọi người, như của Anh. Reebok rồi size là 41 nha, 41.5, 41, mã là 27, 650 nha, bằng giá con đáp cổ cao luôn nha. Đây chân cỡ 26 mang mọi người. Rồi cuối cùng là cái vỏ, cái túi. Đây cái túi, một cái túi xách ha, rất là to. Đem đo size mọi người, size cỡ 45 á, 45 đáy là 25, 45 đáy 25, cao cỡ 35 luôn nè. Túi xách du lịch nha, túi này đựng rất là nhiều đồ, đựng mấy bộ đồ, 5-7 bộ đồ thoải mái. Rồi có một dây luôn. Rồi nó có một ngăn, hai ngăn ở trong. Rồi hai ngăn nha mọi người, ở trong có ngăn kéo nữa. Cũng nó đơn giản vậy, đừng mọi người nha. Đựng đồ du lịch ha. Rồi giá chỉ 300, mã 28. Ở ngoài còn một ngăn nữa mọi người. Rồi 1 2 3 ngăn, đó là 3 ngăn. Đấy nè, đấy có chân luôn. Còn liền đẹp. Trung hàng này cũng giá hàng thường thôi nên giá nó rẻ. 300.000, mã 28 mọi người. Rồi em kết thúc video đây. Cảm ơn mọi người.